Đây là view sương sương của căn villa mà chúng tôi thuê. Có rất là nhiều trò chơi để chơi. Và đây là trò chơi đầu tiên, đá banh tay. Trời, cái trò này anh Long chơi hơi bị đỉnh luôn các bạn. Sĩ số là 10-4 nha. Yo. Còn họ cho em bên này là chơi bầu cua nha các bạn. Trời ơi, thầy tôi làm cái luôn quý vị. Trời ơi, thầy tôi thua rồi thầy ơi. Thôi đổi môn, giờ kêu Roto đi. Sau khi chơi game xong thì tụi mình chia nhóm ra. Một nhóm bên ngoài là tắm suối, tắm lộn, tắm hồ bơi. Còn một nhóm bên trong, những chị đẹp là nấu đồ ăn. Jenny. Đây là chị Sanok. Còn ở phần giữa nhà thì cho các anh chị lớn pha chế và thử rượu. Ngon không anh? So yes. Tụi mình thấy chưa có đủ cho nên là bao thêm rượu và Yakult trộn vô uống cho nó phê được không? Tôi đã uống thử hơi bị ngon và bây giờ quay lại với chuyên mục tắm hồ bơi. Và bây giờ là thầy tôi, cây hài của nhóm. Ok, sau khi chơi đã xong rồi thì bây giờ mình bắt đầu chuyên tâm về làm nấu nướng đồ ăn nè các bạn ơi. Đồ ăn nó hơi bị nhiều và cái mùi nó hơi bị thơm luôn á các bạn. Và đây là nơi để chúng mình vận chuyển đồ ăn vô bên trong nha các bạn. Ok, bắt đầu buổi tiệc thôi, let's get it. Nhị bái cao đường, cô thi giao đấu. Phải đi kiếm thông tin của từng bạn nè, đi coi khắp tất cả cái nền tảng nè, xong rồi kiếm coi là bạn nào phù hợp. Rồi cố gắng tìm cách liên lạc với từng bạn luôn. Với là có một cái gì đó rất là nó phát triển quá là khủng khiếp đi. Thì cái buổi hôm nay cũng là tính ra cũng là một cái buổi mà offline đầu tiên của cái team KOL livestream của mình. Thì anh mong là không chỉ có buổi này mà là còn có thêm nhiều buổi nữa. Thả cái nốt này nó hơi trầm. Giờ mình lên lại đi mọi người. Một chiến binh đã gục ngã. Trời, vậy đi, chưa đâu, mới tăng 2 à. Hai chiến binh đã gục ngã, không được. Rồi giờ vậy gắn lên, tỉnh. Còn chiến binh này còn sức, gắn lên, đang gượng. Trời ơi, tức ông ghê. Rồi nghe, chuẩn bị đang nạp sức, nạp năng lượng vô, chuẩn bị chơi tăng 3 nghe quý vị. Rồi 1, 2, 3, bắt đầu. Trời ơi, cái này đúng nghĩa là dân chơi sắp bị mãi đỉnh. Lên luôn chị em ơi. Trời ơi, cái này là không cần uống thuốc lắc mà cũng lắc dữ lắm nha quý vị. Vô, nó chơi liền, sao dám hạ được đó. Múa đồng múa phượng đồ. Má hả, không ngang mẹ gì hết. Chưa say thêm bia đi. Rồi lên bia, muốn bia có bia liền. Ngày hôm nay tổng cộng có 26 người, nhưng không khí không hề bị loãng và không có bất kỳ một cá nhân nào bị bỏ sót hết. Đối với Hiên Vinh, đây là cuộc đi chơi thành công. Còn đối với bạn, cuộc đi chơi thành công và vui vẻ là như thế nào? Hãy cho Hiên Vinh biết trên phần comment nhé. Cảm ơn các bạn.